đồng vợ đồng chồng tác Biển Đông. Ngày gái luôn cả nhà ơi. Nướng nha cả nhà. Ngoài ra chị có bán bánh hỏi heo quay nữa. Đây, sáng sớm. Còn đây gian hàng của mình. Chị mình đang chặt thịt giùm mình là tại mình ra mình quay cho cả nhà xem á. Mình thì bán bánh mì thịt nướng, bánh mì ốp la, bánh mì heo quay. Heo quay nhìn hấp dẫn không? Đây, chào cả nhà, đây là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ cho cả nhà thấy cái nghề tay trái của YouTuber nghề nhất Việt Nam mình nha. Và không ai sợ đôi đâu, là anh em mình nè. Đây, anh em mình thì sáng sớm sẽ bán đồ ăn sáng. Bán đồ ăn sáng rồi bán có nhiều món lắm. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua vài món cho cả nhà xem nha. Đây là sạp đầu tiên của chị mình, cũng là chị ruột luôn nha. Đây là chị thứ tư của mình. Bán bún thịt nướng, cơm sườn, bánh ướt. Hai bún thịt nướng với cơm sườn thì 25k, bánh ướt 20k. Sườn nướng nha cả nhà. Ngoài ra chị có bán bánh hỏi heo quay nữa. Đây, sáng sớm. Còn đây gian hàng của mình. Chị mình đang chặt thịt giùm mình là tại mình ra mình quay cho cả nhà xem á. Mình thì bán bánh mì thịt nướng, bánh mì ốp la, bánh mì heo quay. Heo quay nhìn hấp dẫn không? Có bán bánh mì cá mòi luôn nha cả nhà. Tại hiện tại bây giờ mới có nằm mấy sáng à, nó còn hơi chá. Mình phải thức dậy sớm lúc 3 giờ để mình làm heo quay. Còn đây gian hàng của anh Hiếu nè. Bán hủ tiếu, nuôi, bánh canh, mì. Đồng giá 25k. Đồ hấp dẫn không? Cái này giống như là bán hủ tiếu Nam Giang vậy cả nhà. Có trứng cút. Bữa trước có tôm nữa mà bán tôm, má tôm không có tôm tươi cả nhà. Nếu mà tôm tươi thì con khá bự nên bán giá nó cao lắm. Nên anh mình không có lấy tôm nữa. Còn đây là gian hàng chắc cũng lâu với cả nhà phải không? Mì xào, nuôi xào, bún xào. Đồng giá 25k. Thì hiện tại bây giờ còn sớm lắm nên chưa có khách hàng nhiều. Thì những cái này cả nhà là mình tất cả luôn. Từ 6 hộp hay 7 hộp gì, hình như 7 hộp. 7 hộp trở lên thì sẽ được miễn phí một hộp nha. Đây là 4 gian hàng của nhà mình không. Cái này là chị thứ tư của mình. Đây là gian hàng của mình. Gian hàng của anh Hiếu. Còn đây gian hàng chị thứ 6 của mình. Thì cả nhà nào ở khu vực mà khu công nghiệp Long Hậu hoặc là khu công nghiệp Phước á, cả nhà muốn mà đặt số lượng mà như 10 hộp hay 20 hộp á thì cứ alo cho mình. Thì ở đây mình bao ship tới công ty luôn. Cứ 60 hộp gì đó là mình phải sẽ miễn phí một hộp nha, ngay cả bánh mì luôn nha. Tất cả. Anh mình vừa bán ở đây vừa chạy qua anh kia phụ bà chị thứ 6 luôn nè. Đồng vợ đồng chồng tác Biển Đông. Ngày tay trái luôn cả nhà ơi. Đeo bao tay này á, mà tay kia bóc không đeo được cái tay không ấy, lại phải lại đeo bao tay. Rồi. Đó bánh mì. Thôi sao? Đây, lìa lẹ luôn, để một xíu nữa mình đi ra ngoài mình quay sẽ rõ hơn cho cả nhà xem nha. Ở trong đây thì còn chật chội. Bên kia cũng làm lìa lẹ, bên chị mình làm lìa lẹ. Mấy tiền rồi. Ở đây là đồ người ta đặt nè, đặt chị mình đang làm nè. Và giao đi luôn, bao giao đi luôn.
7 phần là tặng, ổng mua 7 hộp là tặng 1 hộp. Tất cả luôn, bánh mì cũng vậy, nuôi, hủ tiếu, bánh canh, tất cả mọi thứ luôn. Ship hết trong khu vực Long Hậu nha cả nhà. Hiện tại bây giờ khách đang tới La Rai, hồi nãy do đông quá mà mình thật sự mình bận á, mình không có quay cho cả nhà xem được. Bây giờ khách cứ tới La Rai hoài gì này cả nhà. Mình thì ở đây nướng thịt. Thịt mang theo thì cũng đã hết rồi, mấy ký cốc lết luôn á, mà bây giờ gần hết giáo rồi. Là biết bán đồ ăn sáng ở đây nó đắt. Đây bánh mì bây giờ chỉ còn có vài ổ nữa là hết rồi cả nhà. Đó, khách cứ tới là tới hoài. Mình thì đang làm phụ chị mình sợ mình buông ra thì đấy. Ăn gì em ơi? Hả? Bún thịt nướng. Hộp một hộp bún thịt nướng không da. Hộp bún thịt nướng không để da. Ờ không để đâu. Trời ơi. Sorry cả nhà nha. Tại vì ở kế bên có cái lò nó nói chuyện hơi lớn nên nghe không được. Dạ. Kem sườn con. Một hộp kem sườn. Đó bây giờ bắt đầu khách tới nữa, mình vừa nướng mình vừa quay cho cả nhà, rất là thật khó quay lắm cả nhà. Chứ ở đây nó hơi ồn. Bánh khoai môn, bánh bò nướng, bánh bùng lan, bánh hot dog, bánh kẹt. Sườn mình nướng nhìn cái màu đẹp ha. Bánh khoai môn, bánh bò nướng. Đây cả nhà, mình đang quay hướng trong nha. Chị mình làm thăng thắt làm nhanh lắm. Tại khách ở ngoài chờ. Mình không để khách ngoài chờ. Tại vì chờ lâu quá người ta cũng sẽ bực bội nên cần làm nhanh. Đây một hộp nè. Chị này thì mình đã quay cũng 2-3 lần cho cả nhà xem đúng không? Một hộp là da là đầy hộp luôn. Bò nhiều lắm. Đó. Đầy tràn luôn cả nhà. Chứ không phải mà quay mà làm nhiều đâu. Cái này là đang bán cho khách đó. Chứ không phải quay mà mình làm nhiều lên để mình đánh bóng ở khu vực này để kêu cả nhà lại đâu. Nhưng mà thật sự ngon thật. Đó bắt đầu khách tới nữa. Xung quanh đang chờ luôn á, nhiều. Đây. Còn anh mình thì qua nướng thịt thế cho mình nè, để cho mình quay cho cả nhà xem. Chứ hồi nãy giờ mình bận á, mình không có quay được. Mình xin nhắc lại địa chỉ ở khu vực này là đối diện khu lưu trú. Đối diện khu lưu trú đi vào khoảng 50m cả nhà. Thì cả nhà nào mà muốn ủng hộ anh chị em của mình thì cứ ghé đây. Đây mình sẽ quay xung quanh cho cả nhà xem. Đây đối diện công ty này nè cả nhà. À, thì ai có thiện chí mà hoặc là ai muốn giao lưu với mình, ai muốn giao lưu đi săn bắt với mình á thì cũng có thể sáng sớm cứ ghé đây, mình cũng ở đây luôn nha. Tại mình bán mỗi ngày mà, trừ ngày chủ nhật thôi. Tại chủ nhật khu công nghiệp này không có làm. Đó, khách tới liên lịa luôn, khách tới nườm nượp luôn. Đây cơm sườn, bún thịt nướng với bánh ướt thì hiện tại đã bán sạch hết luôn cả nhà. Hai hộp bún thịt nướng. Chỉ còn có nhiều đây thịt nữa là xong hết luôn rồi. Đây còn có 1-2 miếng nữa là hết.
hết xe em đây luôn, mà nãy giờ mình nói thật mình không có quay được bên đây, mình tiếc ghê. Chỉ quay được bán phải có người trong công ty á, người ta đặt mấy chục phần thôi, mình không có quay được nhiều. Bây giờ gần hết rồi. Đây bắt đầu tới chuyện mình giờ tiếp tục đó nè. Hiện tại bây giờ thì cũng 7:10 rồi, là bắt đầu gần hết giờ công nhân rồi cả nhà. Gần hết giờ công nhân đi làm, tại công nhân đi làm là 8 giờ mà bây giờ bán mới có 7 giờ mấy thôi là đã hết sạch nha. Còn như xe bánh mì mình chỉ còn có 6 ổ. Bên đây thì chắc còn được vài tô nữa cũng hết. Còn bên chị mình thì lia lịa. Đó, khách tới nườm nượp luôn. Rồi hủ tiếu. Mình sẽ quay tô hủ tiếu 25k có gì nha. Ánh nắng nó hơi chát cả nhà ơi. Đây có xương thịt, mật, thịt, trứng cút. Rau là mình cho thêm nữa nha, mình cho ra thêm rau để cho thêm rau, ớt và tương ớt chanh ở đây có sẵn luôn nha, để cho mọi người ăn không có bị gì ấy. Rồi bán đồ ăn sáng mà xin số điện thoại luôn, lấy mối không? Đây là bún heo quay cả nhà. Heo quay nè, heo quay ngon nha. Là hộp bún đó là heo quay chất đều lên trên mặt luôn. Hết luôn rồi, mới có 7:10 hả, chưa được 7, mới 7:10 mà bán hết sạch quá nhanh luôn. Thì đó là cái nghề của anh em mình mỗi buổi sáng nha cả nhà. Sau buổi sáng đó giờ anh em mình sẽ về bắt đầu đi săn bắt, rồi có thể làm bất kỳ này cái nọ nữa. Rồi thì bây giờ video của anh em mình nó cũng tạm dừng tại đây cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh á, cả nhà ủng hộ cho kênh Hiếu Hèn Vlog nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo.